Chào các bạn, mình là lớp trưởng lớp 11A. Hôm nay mình sẽ đại diện cho tất cả các bạn ở đây nói cảm nghĩ về cái lần mà mình đi city. Phải nói là rất là vui, có những trò mới lạ và mình cảm thấy rất vui. Tuy vui mà cũng có những điều cũng rất mệt, đặc biệt là có một vài bạn mới chào cho tụi mình đi kiếm. Rất là vui các bạn à. Mà mình cảm thấy rằng thật là tiếc cho những ai mà khi mà lên kế hoạch đi xuống tiên mà lại không được đi, mà không đi thì em là tiếc cho những người đó. Phải nói xuống tiên năm nay rất là hoành tráng, ai nấy đều rất là vui, mọi người ai đều đẹp hết. Phải nói là mình phải tối tiêu rồi hết tiền cho mà chơi hôm nay. Vậy chứ các bạn có biết thế nào gọi là xuống tiên không? Theo cảm nghĩ của mình ở nhà, xuống tiên là một con số rất đẹp và có 7.000 tiền tắm gọi là xuống tiên. Rồi